Hai cái tên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng đang phủ sóng mạng xã hội khi nữ diễn viên lên tiếng xác nhận đã chia tay bạn trai kém 18 tuổi. Cát Phượng cho biết cả hai chấm dứt mối quan hệ từ ngày 14 tháng 2 năm 2021. Kiều Minh Tuấn là người chủ động nói lời chia tay vì không hòa hợp. Cô thừa nhận một phần lỗi do mình và bác bỏ chuyện đã đăng ký kết hôn, đồng thời cũng phủ nhận có sự xuất hiện của người thứ ba. Nam diễn viên hiện chưa lên tiếng về sự việc, tuy nhiên mới đây dân mạng bất ngờ phát hiện anh đã âm thầm giới hạn người có thể bình luận ở trên trang Facebook cá nhân của mình. Đây được cho là một cách né tránh những đòn công kích. Mặc dù vậy, cư dân mạng vẫn liên tục thả phẫn nộ vào các bài viết gần nhất trên Facebook của nam diễn viên. Trước đó, Kiều Minh Tuấn cũng hứng chịu hàng loạt sự tấn công sau khi Cát Phượng công bố chuyện chia tay.